Xin chào tất cả các em khối 9 ở trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài 8, bài trình chiếu. Ở bài 8 này chúng ta sẽ nghiên cứu 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bài trình chiếu và nội dung trang chiếu. Vấn đề 2, bố trí nội dung trên trang chiếu. Vấn đề 3, nhập nội dung văn bản cho trang chiếu. Và vấn đề 4 là trình chiếu. Một nhỏ, bài trình chiếu và nội dung trang chiếu. Em hãy quan sát các hình sau. Đây là toàn bộ nội dung một bài trình chiếu. Như vậy, bài trình chiếu là gì? Thế nào là bài trình chiếu? Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy dưới dạng một tệp. Các trang chiếu được tự động đánh số thứ tự từ 1 đến hết, đến trang cuối cùng. Theo em, nội dung trên trang chiếu có thể là gì? Từ hồi năm lớp 6 đến nay là chúng ta đã được giáo viên trình bày rất là nhiều bài trình chiếu. Thì có thể là em sẽ biết nội dung trên trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim. Như vậy, việc nội dung trên trang chiếu có được bố trí theo một trật tự nào hay không? Chắc chắn là có. Việc bố trí nội dung trên trang chiếu một cách hợp lý, hấp dẫn làm chúng ta dễ ghi nhớ. Chúng ta qua phần 2, bố trí nội dung trên trang chiếu. Cái trang đầu tiên sẽ gọi được gọi là trang tiêu đề. Những trang sau sẽ là trang nội dung. Cái dòng đầu tiên á, mình gọi là tiêu đề trang. Những cái phần khác á, thì mình gọi là nội dung của trang chiếu được liệt kê ra. Giống như các trang bên trong của một quyển sách, nội dung trên các trang chiếu thường được bố trí thống nhất theo cùng một mẫu. Ngoài ra, một bài trình chiếu thường có các trang đầu tiên cho biết chủ đề của bài trình chiếu đó. Trang này được gọi là trang tiêu đề. Những trang còn lại thì các trang gọi là trang nội dung của bài trình chiếu. Phụ thuộc vào dạng nội dung, văn bản, hình ảnh, vân vân, cách bố trí nội dung trên các trang chiếu có thể khác nhau. Tuy nhiên, mỗi trang chiếu thường có văn bản làm tiêu đề trang và nằm ở trên cùng. Để giúp cho việc trình bày nội dung trên các trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán, các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu. Đây là một số mẫu bố trí. Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí để áp dụng cho việc trình bày nội dung trên trang chiếu. Có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần phải gõ lại nội dung. Về bố trí nội dung trên trang chiếu, tất cả các phần mềm trình chiếu đều có cái mẫu bố trí sẵn, đó gọi là layout. Thì cái trang đầu tiên là được gọi là trang tiêu đề, thì người ta thường lấy mẫu 1 làm trang tiêu đề. Ví dụ như là bài trình chiếu của em có 16 trang thì thường trang đầu tiên sẽ được gọi là trang tiêu đề thì người ta lấy mẫu 1. Còn 15 trang còn lại gọi là trang nội dung thì em có thể thống nhất lấy một mẫu nào đó là cho 15 trang đó làm trang nội dung. Ví dụ em lấy mẫu số 4. Tuy nhiên trong bài học cô vẫn chấp nhận em mẫu trang tiêu đề là mẫu số 2, trang nội dung có 15 trang. Thì mỗi trang em làm một mẫu khác nhau, cô đều cho hết. Chúng ta qua số 3 nhỏ, nhập nội dung văn bản cho trang chiếu. Trong các thông tin trên trang chiếu, thông tin nào là quan trọng và nhất thiết phải có? Cô nghĩ đó là nội dung văn bản được nhập vào các khung văn bản trên trang chiếu và chỉ có thể nhập văn bản vào các khung này. Đây là một cái mẫu bố trí gọi là cái mẫu playout. Thì có khung văn bản,
Vậy khung văn bản dùng để làm gì? Tự nhiên là để chứa nội dung của văn bản. Khung bước trên gọi là tiêu đề và khung dưới là chứa nội dung. Khung tiêu đề chứa văn bản làm tiêu đề trong chiếu. Khung nội dung được định dạng sẵn để nhập văn bản và làm nội dung chi tiết của trang chiếu. Các thao tác soạn chỉnh sửa giống như chương trình soạn thảo văn bản. Số 4 là trình chiếu. Em quan sát trên màn hình. Vậy đây là màn hình làm việc của PowerPoint. Vậy màn hình làm việc của PowerPoint gồm những thành phần nào? Ở giữa là trang chiếu, nơi em sẽ nhập nội dung như văn bản, hình ảnh, chèn đường link của YouTube vào đây. Bên tay trái gọi là biểu tượng của trang chiếu. Em thấy đánh số 1, số 2 là đang có hai trang chiếu hay là hai slide. Nếu em thêm nữa thì nó đánh số tự 3, 4, vân 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 vân. Phía trên là thanh công cụ. Em nhìn thấy thanh công cụ các biểu tượng rất là quen thuộc, giống như lâm quật. Trên nữa là thanh bản chọn, file, edit, view, vân vân, được gọi là thanh bản chọn. Trên nữa là thanh tiêu đề. Về giao diện của PowerPoint, ở nhà khi mở PowerPoint ra thì giao diện có thể là giống hoặc là khác giao diện bên mặt trên máy của cô. Lý do rằng là ở nhà mình đã cài cái bộ Office 7 hay là Office 2010, 2013, 2016 vân vân. Nhưng mà chung quy ở giữa vẫn được gọi là trang chiếu hay gọi là slide. Bên tay trái là biểu tượng trang chiếu, trên là thanh công cụ, thanh bản chọn, thanh tiêu đề. Ở thanh bản chọn, em để ý ở menu lệnh Transition, Animation và Slideshow. Như vậy, trang chiếu nằm ở vùng chính của cửa sổ. Bản chọn Slideshow bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu. Ngăn bên trái hiển thị biểu tượng các trang chiếu. Bài này em cần ghi nhớ. Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự nội dung trên các trang chiếu, có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh hay đoạn phim. Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu được dùng để nhập nội dung dạng văn bản. Bài học đến đây là hết rồi.